Phát biểu vào sáng nay tại cuộc họp về số liệu thống kê và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành thống kê cần chủ động hơn nữa để có bộ số liệu chính xác, kịp thời, phải cập nhật thường xuyên, khách quan, chính xác, không tô hồng nhưng không được bôi đen. Thủ tướng cũng yêu cầu không được bỏ sót, làm đúng theo quy định của pháp luật, phải phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thống kê, tính toán đầy đủ các yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế để các con số thực của nền kinh tế được phản ánh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải bình tĩnh, quyết tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt hai mục tiêu, kiểm soát dịch và không để đứt gãy nền kinh tế, không để tăng trưởng âm trong bối cảnh những đối tác lớn bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt động viên toàn quân, toàn dân cũng như ngành y tế, các cấp, chính quyền, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát diện rộng, không được để vỡ trận. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tăng cường ý chí và có sự phối hợp tốt hơn nữa để có giải pháp tốt nhất trong điều hành, quản trị quốc gia, khắc phục khó khăn hiện nay. Thủ tướng lưu ý về số liệu xuất nhập khẩu, số liệu này là kênh quan trọng, là cỗ xe tam mã nhưng lại thường xuyên chậm. Thì cái số liệu xuất nhập khẩu chúng ta thường xuyên chậm, phản ánh trục trặc có các ngành không chính xác. Nhiều trường hợp trên là số lượng xuất khẩu đến hàng tỷ đô la do nguyên nhân là ước số liệu 10 đến 15 ngày cuối tháng chưa phản ánh đúng. Thì phối hợp với Tổng cục Hải quan, với Tổng cục Thống kê, giữa Bộ Công Thương, Bộ Đầu tư, Bộ Tài chính chưa tốt. Tôi yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê phải rà soát lại, làm việc trực tiếp vào thời điểm cuối tháng để thống nhất số liệu trước khi công bố ngày 28/9 hàng tháng, không để chênh lệch quá lớn như hiện nay. Về số liệu tiền tệ, tín dụng và ngân sách nhà nước, hiện số liệu được ước tính từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Số liệu này cũng rất chậm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo bổ sung, cập nhật số liệu để Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày cuối tháng để thống nhất số liệu công bố hàng tháng. Về số liệu phát triển kinh tế xã hội trên các ngành lĩnh vực, theo báo cáo của một số cục bộ trưởng, số liệu thống kê hàng tháng trong nhiều trường hợp chưa phản ánh sát thực tế từng ngành, từng lĩnh vực. Tôi nói như cái ví dụ như là lĩnh vực nông nghiệp. Trong hạn mặn vừa qua, từ tháng 3, chúng ta đã chủ động chuyển gần 100.000 hecta sang các cây khác, chứ không phải cây lúa. Nhưng một số liệu 100.000 cây này, hecta này có được tính vào trong GDP và những sản phẩm nông nghiệp khác hay không, mà chúng ta chỉ nhắm vào những cây lúa mà giảm sản lượng, vân vân. Phải phối hợp tốt hơn nữa của các cấp các ngành, chứ không phải là cứ tách bạch ra mỗi người nói một kiểu để giảm tình hình thực tế của đất nước. Hơn nữa hết, ngành thống kê, ngành kế hoạch đầu tư phải chủ động hơn về số liệu để có bộ số liệu chính xác kịp thời để cung cấp cho lãnh đạo. Thủ tướng đề nghị cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 3 cả năm 2020 và 2021, tính toán cụ thể việc hỗ trợ nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động, các ngành chức năng như nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là kế hoạch và đầu tư, tài chính đều phải có các giải pháp huy động nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, từ đó có biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ nền kinh tế.